đây là dây đông xương này, còn gọi là tục đạn nam, rất tốt cho xương khớp của con hươu và đồng thời có tác dụng phòng bệnh về đi ngoài của con hươu đây. Đây là xạ đen. Đấy, xạ đen có tác dụng giải độc mát gan, rất là mát cho con hươu ăn này. Con hươu cũng rất thích ăn cái lá này. Cây kim ngân này thì thanh nhiệt giải độc tiêu viêm rất tốt. Đấy, thì con hươu cũng thích ăn. Xương khớp thoái hóa này người ta.